Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, thời gian qua Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã triển khai đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025. Trong quá trình thực hiện, các cơ sở giáo dục phổ thông đã tăng cường hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh, gắn chủ đề giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông với hoạt động dã ngoại tham quan thực tế tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Chúng tôi tư vấn cho các em là sau khi tốt nghiệp sẽ có những con đường nào. Thứ nhất là sẽ học tiếp trung học phổ thông. Thứ hai là sẽ có thể là đi học vào các cái trường trung học, trung cấp chuyên nghiệp hoặc là dạy nghề. Những em nào mà phù hợp với cái điều kiện kinh tế gia đình, với năng lực sở trường của em thì các em sẽ chọn theo định hướng của mình. Các trường phổ thông cũng đã chủ động phối hợp với một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh trong công tác giáo dục hướng nghiệp, lồng ghép thực hiện các chủ đề giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời chủ trong các hoạt động tư vấn tuyển sinh. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Bình cũng đã phối hợp tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp, thu hút hàng nghìn học sinh tham gia. Năm 2022, có hơn 2.000 học sinh của một số trường học trên địa bàn cả huyện, Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông cấp 3, thì riêng bản thân em thì em cảm thấy có rất nhiều là con đường lựa chọn cho mình, giống như là đi đại học, chọn học nghề hay là đi xuất khẩu, đi du học. Đối với bản thân em thì em muốn cho bản thân mình vừa học vừa làm và nâng cao kiến thức cho mình. Và em đã chọn muốn tìm cho mình một con đường, đó chính là tìm học bổng và đi du học. Mỗi người sẽ có một quan điểm riêng khác nhau. Tại vì có một số người thì cho rằng là học đại học thì khi sau khi ra nghề sẽ rất là khó xin việc. Tại vì bây giờ tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng. Nhưng mà cá nhân em thì em muốn đi học đại học để bồi dưỡng thêm kiến thức cho mình. Những năm qua, mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh có 396 cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, 16 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 1 trường đại học và 3 trường cao đẳng. 2 năm trở lại đây, thì trung tâm đã tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông là vượt mức kế hoạch đặt ra. Bên cạnh đó, thì chất lượng hai mặt của trung tâm luôn được duy trì và khẳng định. Năm học 2022-2023, nhờ làm tốt công tác tư vấn tuyên truyền cho nên là trung tâm đã tăng thêm được một lớp và tăng hơn 100 học sinh so với năm học trước. Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 đặt ra mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có từ 80 đến 100% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất kinh doanh, dịch vụ của địa phương, có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, phần đầu có từ 8 đến 10% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp. Từ 20 đến 25% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng. Đặc điểm ở học sinh của trường trung học phổ thông Ngô Quyền đó là hàng năm chiếm tỷ lệ 92% là học sinh có nhu cầu đi học du học nước ngoài, rồi là xuất khẩu lao động. Bởi vì học sinh học ở đây chủ yếu là các xã ven biển và có cái nhu cầu là đi nước ngoài du học rất là nhiều. Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh là một cái vấn đề rất là khó đối với trường trung học cơ sở Quảng Xuân. Bởi vì là thứ nhất là nhận thức của phụ huynh cũng như học sinh với thời gian qua là chủ yếu là cho con em mình là học lên trung học phổ thông vào các cái trường cao đẳng đại học. Còn lại về cái vấn đề để mà phân luồng vào học các cái trường trung cấp hiện nay là còn gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất của các trường trung học cơ sở để thực hiện công tác này đang còn hạn chế. Rồi là đội ngũ giáo viên thực hiện công tác phân luồng và hướng nghiệp là đang còn kiêm nhiệm và chưa được đào tạo. Phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông là giải pháp hướng cho học sinh vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và giảm tải đào tạo cho hệ đại học. Để làm sao mà thu hút cái học sinh tham gia học nghề nhiều hơn thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường cái công tác nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đầu tư cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về cơ sở vật chất, thiết bị, rồi đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo,
cho các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp để nâng cao chất lượng, đồng thời là chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đổi mới cái việc xây dựng chương trình, đổi mới phương thức đào tạo, gắn học đi đôi với hành, tăng cường cái thời lượng thực hành để người lao động thực sự là sau khi học nghề xong nó có nắm vững được cái kỹ năng, kiến thức, có cái tay nghề cao để tham gia trực tiếp vào cái thị trường lao động, đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Tỉnh Quảng Bình vừa rồi thì cũng đã ban hành cái nghị quyết số 17 là hỗ trợ cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông mà học 12 cái ngành nghề đào tạo phục vụ cho kinh tế trọng điểm của tỉnh là cũng được hỗ trợ với cái mức là 1 triệu đồng đối với học sinh mà thuộc hộ nghèo, cận nghèo, rồi là thuộc đối tượng là thanh niên xuất ngũ, và 700.000 đồng đối với các cái đối tượng còn lại. Thì đấy là những cái chính sách rất là thu hút để cho học sinh tham gia học nghề. Bên cạnh nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề, rất cần sự vào cuộc tích cực của các ban ngành liên quan, đặc biệt là các bậc phụ huynh, để có những định hướng sát thực và đúng đắn cho con em mình trong việc lựa chọn ngành nghề để lập thân lập nghiệp, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực theo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là phần đầu có ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp. Đối với các đơn vị có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đạt ít nhất 30%.